Đồng Quốc Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2018. Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị đôi tranh cá chép bằng gỗ gụ. Và toàn bộ cái sản phẩm này được đôi cá chép này chúng tôi là giác vàng ta 4/9. Hàng đẳng cấp luôn. Có kích thước rất là rộng. Rộng là 55 phân và cao tầm 1m2. Rất chi là rộng và dày 8 phân. Được đục chạm thủ công, kênh bong ngoài móc đẳng cấp luôn. Đây chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái sản phẩm này. Ở đây là vàng này, là vàng ta, vàng 4/9, 24K rồi rát vào đây. Rất đẹp và nhìn nó rất chi là long trọng. Nó là rất chi là đẹp luôn. Đây toàn bộ được đục chạm thủ công. Tôi có thể thọc tay vào đây. Nếu mà đục không gian 4 chiều, không gian gọi là không gian 4D. Đây là chúng ta nhìn phía bên cạnh này. Đó, và nhìn trên cao xuống. Thành Luân chúng tôi là luôn luôn nghiêng về cái lối làm đục chạm thủ công, bằng theo đục theo lối thủ công, đục bằng tay. Rất chi là giá trị sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Những khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi. Thành Luân tôi vẫn còn rất nhiều các sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao này. Và đôi tranh cá chép này đã có chủ nhân, đó chính là chú Nguyễn Hữu Hiền, chú ở Bắc Linh. Và ngoài đôi tranh cá chép này ra thì chú còn đặt một đồ gỗ Thành Luân chúng tôi sập gụ, tủ chè và trường kỷ, gỗ gụ và rất nhiều các sản phẩm. Thành Luân chúng tôi là chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389, 0972 770 888. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.